Nhưng về nói đầu tiên kinh thú quê dân dã, xin chào tất cả anh chị em xem video anh em. Nay mình cũng giới thiệu cho anh em một cái giống dưa leo nè. Mình đang chuẩn bị trồng thử. Và sẽ có lấy giống để bán cho anh em nào làm dưa leo anh em. Này, nhớ dưa leo Vino 68 anh em. Anh em xem kỹ nha. Rồi đây là mình cũng trồng thử là hai bọc anh em, mình test độ nảy mầm của nó anh em. Hầu như là lên lên 100% luôn nha. Hột nào cũng nảy mầm hết. Này là mình ủ ủ qua chỉ có một đêm thôi mà tỷ lệ nảy mầm nó vàng gì nè. Nó đi dưa leo thì anh em chỉ cần ngâm trong nước ấm ấm tầm 6-7 tiếng là anh em vớt ra. Xong để cho nó ráo ráo chút xíu anh em bỏ vô cái khăn dừa ấm ấm thôi, đừng ướt quá. Anh em nhúng cái khăn anh em vắt cho ráo nước rồi anh em gói lại ủ một đêm mà nó sẽ nảy mầm vậy nha. Vì thì anh em ra mời đất anh em tỉa tỉa xuống và anh em bỏ mỗi hộp mỗi lỗ và bỏ cho lên trên nha. Thì cái hộp này thì khoảng cách chậm thì trong đây là nó cũng có hướng dẫn cho anh em hết rồi. Chiều dài trái từ 16 đến 19 cm nha, trái màu xanh đậm, có phấn trồng được quanh năm mà. Khoảng cách trồng từ 0,3 đến 0,4 từ 3 đến 4 thắc nha, nhân cho liếp từ 1,4 m đến 1,6 m nha. Thời gian thu hoạch là 32 đến 35 ngày nha. Trồng khoảng 1 tháng là có trái nha anh em. Rồi anh em nào cần giống thì liên hệ với số điện thoại ở trên mình có ghi trên đây nè. Đây mình đã test thử nha, anh em nào chưa đăng ký kênh mình và quan tâm cái này anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi cái quá trình mình trồng và coi cái năng suất của giống này nha anh em. Giờ mình trồng cũng một giống này với một giống mà dạng khoác cũng có tiếng trên thị trường đó, mình trồng thử so sánh hai cái giống này thử coi nó chất lượng và cái đầu tắng nó ra sao anh em. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha anh em.